Nhà hàng Hồng Hạnh, đây là một thương hiệu lâu năm ở Hạ Long. Ở bài viết này, Lit Travel sẽ chia sẻ với du khách những thông tin đầy đủ về nhà hàng, những món đặc sản tại nhà hàng, những ý kiến của du khách dành cho nhà hàng. Giới thiệu nhà hàng Hồng Hạnh 2, thương hiệu hải sản Hồng Hạnh đã có từ lâu và nổi tiếng ở Bãi Cháy và Hạ Long. Không chỉ có những nhà hàng ở khu vực trung tâm du lịch ở Bãi Cháy, mà Hồng Hạnh còn có một số cơ sở ở Hòn Gai, Hạ Long và Vân Đồn. Nếu Hồng Hạnh 3 ở Bãi Cháy là nhà hàng nổi tiếng và được rất nhiều du khách yêu mến, thì Hồng Hạnh 1 và Hồng Hạnh 2 là những nhà hàng ở khu vực Hòn Gai có vị trí thuận lợi. 1. Địa chỉ nhà hàng Hồng Hạnh 2, số 30, phố Hải Phượng, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, thuộc địa phận Hòn Gai của Quảng Ninh. Nhà hàng nằm gần con đường bao biển Hạ Long xinh đẹp, cách khu nghỉ dưỡng SLC Hạ Long Resort chỉ chưa đầy 2 km với 5 phút di chuyển bằng ô tô. Nhà hàng cách bảo tàng Quảng Ninh, thư viện Quảng Ninh chỉ có 1 km, nằm gần với bãi biển mới của Hạ Long tại khu vực Hòn Gai. Từ nhà hàng tới khu vui chơi Sung Eo Hạ Long khoảng 6 km, tới cầu Bãi Cháy chừng 7 km. Từ đây du khách đến bãi biển Bãi Cháy khoảng 10 km, đến đảo Cồn Chơi 22 km, và cách sân bay Vân Đồn khoảng chừng 50 km. Mặc dù không nằm ở khu vực Bãi Cháy nhưng nhà hàng cũng có vị trí vô cùng thuận lợi, và đặc biệt là sự lựa chọn hợp lý đối với những khách lưu trú ở SLC Hạ Long hay các khách sạn trong khu vực Hòn Gai. Thậm chí khách địa phương sinh sống ngay tại khu vực Hòn Gai cũng lựa chọn nhà hàng cho những bữa tiệc sinh nhật ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, cuối tuần, tất nhiên. 2. Những bên nhà hàng Hồng Hạnh 2 và số điện thoại đặt bàn cũng giống như các cơ sở khác của thương hiệu Hồng Hạnh. Hồng Hạnh 2 cũng nổi tiếng về các món ăn hải sản và bò. Tại đây du khách có thể gọi cho thực đơn của mình nhiều món hải sản tươi ngon, những con ghẹ tươi xanh chắc lịch, những chú cua gạch béo ngậy, các loại tề bề, tôm, rau hoa, giò gạo, ốc hương, hàu sống đại dương, những loại cá biển đặc sản như mực biển, rong biển, cá sủi, được chế biến theo nhiều hương vị khác nhau, tức là lẩu hải sản tươi sống, tức lại được chiên, nướng, xào đủ vị. Du khách thậm chí có thể gọi cả những bát canh cua ngọt mát ăn cùng cá thu một nắng sốt cà chua ăn kèm cơm, hay những nồi lẩu bò mịn tươi ngon thơm nức, cũng tạo thành một bữa ăn ngon, đầy ấm áp và quây quần. Liên hệ nhà hàng Hồng Hạnh 2 số điện thoại hotline 0989 552520 để đặt bàn và lựa chọn các món ngon cho bữa ăn của bạn.